Chào mừng các bạn đến với kênh Fast TV và hãy cùng mình cập nhật những tin tức có trong ngày hôm nay nhé. Lam Khánh Chi muốn phẫu thuật giọng nói, không tổ chức tiệc kỷ niệm 4 năm ngày cưới sau tin đồn chia tay chồng trẻ. Lam Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi Trần Phi Hùng là cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến từ phía người hâm mộ. Sau gần 2 năm về chung một nhà, cả hai đã có một đứa con trai kháu khỉnh. Trên mạng xã hội, Lam Khánh Chi và ông xã đã khiến dân tình ghen tị, ngưỡng mộ và khi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào và truyền nhiều cảm hứng cho các bạn LGBT tin vào hạnh phúc. Được biết, trong mỗi năm kỷ niệm ngày cưới, cặp đôi thường chơi lớn, tổ chức sự kiện hoành tráng và mời đông đảo bạn bè đến tham dự. Tuy nhiên, mới đây nữ ca sĩ khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo sẽ không tổ chức kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Theo đó, Lam Khánh Chi cho biết, trước tình hình dịch diễn ra phức tạp nên cả hai vợ chồng quyết định chỉ làm một bữa cơm gia đình ấm cúng, có mặt đầy đủ bố mẹ và hai bên người thân. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng hứa hẹn vào năm sau, cặp đôi sẽ tổ chức tiệc thật hoành tráng để mời tất cả bạn bè đến chung vui nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Trước đó, vợ chồng Lam Khánh Chi từng vốn tin đồn đường ai nấy đi khiến nhân tình gây chú ý. Cụ thể, nữ ca sĩ đã dọn về nhà ba mẹ ruột ở quận 9, trong khi ông xã của cô vẫn đang ở căn hộ quận 4. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng chia sẻ dòng trạng thái gây xôn xao dư luận. Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy. Lam Khánh Chi dọn đồ về nhà bố mẹ ở đây. Tiết lộ về lý do về nhà bố mẹ đẻ, Lam Khánh Chi chia sẻ rằng hiện tại đang quá mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Về phía Phi Hùng, anh vẫn chia sẻ những hình ảnh tình tứ hạnh phúc của hai vợ chồng trước khi ồn ào nổ ra. Ngoài việc không tổ chức kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Lam Khánh Chi còn thổ lộ rằng cô đang có dự định sang Thái Lan phẫu thuật giọng nói. Từ khi chuyển giới thành con gái đến nay, Lam Khánh Chi nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc ngày càng nữ tính, xinh đẹp. Tuy nhiên, giọng nói vẫn còn khá đàn ông. Sau thời gian ở nhà tránh dịch, Lam Khánh Chi đang đợi có lệnh xuất cảnh sẽ sang Thái Lan để hỏi ý kiến bác sĩ về việc phẫu thuật giọng nói có ảnh hưởng đến giọng hát hay không mới đưa ra quyết định, nữ ca sĩ chia sẻ. Bản tin của ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy nhấn like, share và subscribe kênh Fast TV nhé.